có thử thách. Đây là thử thách trong tối nay, la hét trong im lặng. Người chơi nam sẽ phải diễn tả một cụm từ thông qua khẩu hình, cơ thể để bạn nữ đoán và đưa ra đáp án. Mỗi lượt chơi sẽ có 5 cụm từ do một cặp đôi khác chuẩn bị. 2, 3, Em Thích Bộ Phận Váy. Em thích bộ váy. Bộ phận. Lên cô lên. Bộ phận Nào Trên cơ thể Tuyệt đẹp của em. Tuyệt đẹp của anh nhất. Em thích bộ phận nào trên cơ thể tuyệt đẹp của anh nhất? Em có muốn đúng rồi làm mẹ của con anh không? Không. Em có muốn làm mẹ của con anh không? Quá trời dễ quá rồi thiệt luôn á. Anh là cúc. Anh cúng anh đúng rồi. Anh cũng là em. Cúc em là Huy. Chán ghê. Thua vậy. Em là Huy. Yeah. Ôi, thực sự nghe cái gì luôn. Trời ơi. Dễ quá trời dễ luôn. Yêu đi chờ chi? Yêu thì dẫn chi? Tiếp tắt đây rồi. Yêu đi thì yêu đi. Chạy đi chờ chi hả? Chờ chi? Chờ chi? Đi chờ chi? Chi? Tài. Em thích mùi cơ thể không của anh. Thích mùi của anh. Em thích mùi của anh lắm. Em thích mùi hôn thủng. Em thích mùi của anh lắm lắm. Mùi gì? Mùi gì? Mùi của anh lắm. Em thích mùi của anh lắm. Dạ. Anh đã đớp. Anh đã đớp hết của em chưa hả? Dạ. Qua. Dư từ của. Lại nè. Bất lực rồi. Anh đã đớp thính em chưa? Anh đã đớp hết của em chưa? No. Anh đã đớp thính em chưa? Anh đã đớp hết em chưa? Anh và sống. Phải từ. Phải từ. Anh và. Và. Sống. Ai. Hu. Anh và sống. Tiếng Anh luôn. Thì ai hu thì về ai hú hu ai vỗ về hơn. Yêu thì yêu yêu. I love you. Trời ơi, yêu thì yêu anh. Thì yêu thì yêu. Yêu thì yêu. Yêu thì yêu. Không yêu. Thì. Bỏ. Về làm con rể của mẹ em nha. Về. Chạy xe, Không, về. Về làm. Về thăm. Về làm. Về lắm. Không, về làm. Về làm. Về thăm. Về làm. Về thăm. Về thăm. Bỏ qua. Dễ mà, sao bỏ qua vậy? Tiếc quá, giờ sao giờ? Liệu anh. Liệu anh. Có muốn. Đi chơi. Cùng em. Hết tiếc rồi. Trời ơi, thương em quá. Hôm qua. Hôm qua. Mắt ơi. Hôm qua. Hôm qua. Nói. Qua. Mà. Hôm qua nói. Qua. Mà. Qua. Qua. Ổng. Không qua. Ok. Trò chơi thứ hai trong tối nay mang tên
không gian tình yêu. Mỗi cặp đôi sẽ đứng trong phạm vi một tờ giấy và nhún nhảy theo âm nhạc trong thời gian quy định. Trò chơi cuối cùng mang tên Không thể tách rời. Người chơi di chuyển nhún nhảy theo tiếng nhạc. Âm nhạc kết thúc, người chơi phải tự tìm đúng cặp đôi của mình và ngồi chung vào một ghế. Đây. Và tôi thấy là cái tai á bấu ngược nên nó dài. Dạ. Càng ngày cái bạn My này càng có một cái gì đó gọi là không cưỡng nổi nha. Mà em thấy ấy, là con gái á, mà càng để ý, càng thích một người đàn ông á, thì lại càng tỏ ra nữ tính và bánh bèo bên cạnh người đàn ông đó. Xác. Em đang nghĩ là bạn này bạn My sẽ chọn bạn khác, My sẽ chọn Hoàng. Khi nếu mà bạn My đã quyết định là chọn bạn Hoàng rồi đó, là lập tức là nếu bạn Pháp mà chen vô ghế đó, thì bạn sẽ phải dãy luôn để mà đi lại với lại bạn mà mình muốn, mà bạn My ngồi im chỗ và cảm thấy rất là thoải mái với điều đó. Nhưng theo em nha, mà thích bạn Hoàng này sẽ đó, ngồi đi. Cái tay của ông Phát nắm tay của bên My, nhưng mà tay My nắm tay của Hoàng. Quan trọng cái ông Phát, ông nắm tay người ta đi làm cái gì? Kiểu để muốn nhảy vô cái ghế. Tức là ông này cũng thích My luôn. Tôi thấy là cái bạn Phát này nãy có giờ cười tươi nhất luôn. Hơi drama một chút xíu. Drama đó. My với Hoàng đang là một cặp. Ok. Rồi. Phát với Cúc là cũng đang yên ổn. Hai bé kia tệ, giờ để cho nó thoải mái. Nhưng những gì chúng ta đang thấy thì có khả năng là Hoàng có thích My và Phát có nhận thấy điều đó. Dạ. Hơi ghen. Và lúc này thì drama. Cúc không còn vô tư được nữa. Cúc sẽ chứng tỏ kể từ sau giây phút này. Anh Phát! Vậy là có nghĩa là Cúc nhìn vô tư như vậy, nhưng mà thật ra thuyết âm mưu của Cúc là dữ nhất. Có nghĩa là đầu tiên là Cúc đau đi để cho Phát cảm thấy là đây là không phải người phụ nữ của mình rồi, để Phát đi tìm kiếm một cái nhân tố mới. Thì cái nhân tố này còn ai ngoài My nữa, thì lúc đó Cúc với thân hình của mình nó ngoại hình đi, với ngoại hình ngoại của mình hình. Thì bạn cố tình để bạn bị tự loại mình ra khỏi cuộc chơi này, để cho ông Phát ổng sẽ không bảo vệ mình nữa, ổng chạy đi tìm cái cô My chân thật này để Cúc nhà qua Hoàng á hả? Đúng, nó có thật sự là drama như cách nó bình diễn tả không ta? Đôi khi nó bình thường lắm luôn á mọi người, chúng ta có đang suy nghĩ quá phức tạp vấn đề không? Thưa quý vị, chúng ta sẽ nên theo dõi diễn biến và kết quả cuối cùng của câu chuyện sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại với Vô Lăng Tình Yêu. Sau một ngày dài họ cùng nhau tham gia các trò chơi, dành thời gian cho nhau, chia sẻ, tìm hiểu các thứ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải công bố là ai là người chiếm được nhiều thiện cảm nhất trong số 6 người họ. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà cũng đang tham gia một trò chơi với chúng tôi. Vào lúc này đây cũng là lúc chúng tôi sẽ công bố ai là người được khán giả bình chọn là yêu thích nhất sau tập phát sóng này. Dĩ nhiên một vị khán giả may mắn sẽ nhận được quà tặng của nhà tài trợ Hyundai. Còn bây giờ chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của từng thành viên sau một ngày dài cọ sát với chương trình. Sau ngày đầu tiên, các bạn đã có cơ hội tìm hiểu nhau thông qua các trò chơi và thử thách của chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn biết quyết định riêng của các bạn là muốn giữ hay không giữ cặp đôi hiện tại. Bây giờ là thời gian để các bạn suy nghĩ và quyết định. Hôm nay thì nói chung là vui cũng có vui, chơi là chơi thì hầu như là mình đều thua hết. Bạn
quan trọng là bọn mình ngồi lại nói chuyện với nhau, hỏi han về công việc, hỏi han về đối tượng họ quan tâm. Thực sự để mà nói thì người hôm nay mình bắt cặp khá là kỹ tính, để ý nhiều, để ý xung quanh, thì thấy là anh quan sát rất là tỉ mỉ. Kết thúc ngày hôm nay thì cái điều mà động lại với Minh nhiều nhất đó là niềm vui của C dành cho Minh cũng như là Minh dành cho C. Và thực sự thì C là một người vô cùng dễ thương, gần gũi, biết chia sẻ. Nhưng mà với Minh thì mình nghĩ là mình xem bản thân mình như thế nào, nhiều khi mình tìm thêm nhiều cái cảm xúc mới. Bản thân Mỹ thì là nhận ra là anh Hoàng là một người trái ngược hoàn toàn đối với gu của My. Nhưng mà sau một ngày tiếp xúc ấy thì cảm thấy khá là thú vị. Mình nghĩ là hôm nay My sẽ nghe theo lý trí. Rất là ấn tượng với My. Ăn ý nhất ở chỗ là chị nhìn nhau trong vòng 30 giây mà đã nghĩ ra được một câu slogan cho đội là thắng thua là chuyện nhỏ, chiến thuật là chiến lược. Và đối với những người thích chơi chiến thuật thì phải bước vào một cái quyết định như thế này thì không có dễ dàng gì và sẽ làm cho ngày hôm nay dài hơn. Thật sự là hồi nãy giờ xem thì rõ ràng là em ấn tượng nhất với cặp đôi Hoàng và My. Nhưng em đang lo sợ rằng hai bạn đó sẽ có một cái quyết định làm chúng ta bất ngờ. Hôm nay là em có một trải nghiệm rất là vui. Lúc thực hiện thử thách thì em có nhận ra một vài điều. Anh Phát! Em muốn là em sẽ đổi mới cái điều đó. Cho nên là em có một cái quyết định. Theo Phát, em nó tính cách rất là thoải mái đó, và luôn tạo tiếng cười cho mọi người. Cái gì vậy trời, thiệt, cứ ăn thì ăn đi, đứng lên đứng xuống, vớt nước vớt nôi. Giống anh á. Mày lật vợ lại che nắng. Đau nghe lồng ngực. Đau làm sao luôn. Trong game buổi chiều thì hai anh em có kết hợp ăn ý với nhau. May mắn đã giành được chiến thắng và có khoảng thời gian để ngồi nói chuyện được với Cúc nhiều hơn. Cúc rất là người rất là chân thật. Một cô gái rất là yếu đuối và cần sự che chở. Vấn đề của bạn Phát với bạn Cúc thì em thấy rất là rõ ràng luôn. Tại vì khi mà Phát nói, Phát dùng từ là hai anh em và nói là em nó, có nghĩa là Phát xác định và cũng đặt rồi danh ranh giới ngay từ đầu luôn. Cô bé Cúc cô ấy rất là trẻ con. Cái giọt nước mắt nó đến từ thế này nè. Con gái mà mình lên truyền hình mình cũng sĩ diện chứ đúng không? Ta không chọn mình tiếp, mình cũng ức là một. Và cái thứ hai nha, cô này là cái cô á mà muốn yêu cổ á, nó lâu á. Tại vì cô này cô chưa yêu ai bao giờ. Cái vấn đề của Cúc là không biết phải thể hiện như thế nào và nó vô cùng non nớt. Anh em nói gọi cái đường tình duyên em rất là sạch sẽ, nguyên đoạn đường đi của mình hơn em à. Phát cũng rất là đàn ông. Chắc chắn. Bạn ấy không có bất kỳ một cái thái độ hay một lời nói nào cho thấy rằng trời ơi tôi không có thích gu này hay là có những cái gì đó bạn không hài lòng. Bạn vẫn rất là điềm tĩnh với mối quan hệ này dù là có tiếp tục hay không. Người đàn ông á, nếu như người ta có sự điềm tĩnh á, nó vẫn là cái nền móng vững chắc cho một mối quan hệ. Hấp dẫn quá, không biết làm sao có chọn hay không. Tôi nghĩ là quý vị hãy tiếp tục đón xem chúng tôi vào tập phát sóng sau để xem là ba cặp đôi, cặp nào sẽ thành duyên, hoặc là không, hoặc là có. Chúng ta cùng sẽ chờ vào tập sau quý vị nhé. Và quý vị hãy nhấn lại phát sóng chúng tôi.